bạn đã đến với kênh Hòa Tâm TV. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn món ăn rất là bổ dưỡng, đó là món bồ câu tèm thuốc bắc. Thì cái món bồ câu tèm thuốc bắc này thì nguyên liệu của nó gồm có này các bạn. Đây là bồ câu. Bồ câu này là bồ câu mới lớn này các bạn. Thì mình mua ngoài chợ người ta làm thịt sẵn rồi. Rồi về nhà mình chỉ có sơ chế bằng cách là cho muối và ít rượu vô để mình chà sạch cái lớp dơ phía ngoài. Đó. Các bạn thấy sạch sẽ chưa? Cái tiếp theo là cái nguyên liệu để nấu cái món này thì gồm có đây là thuốc bắc này các bạn. Thì cái thuốc bắc này thì thành phần của nó rất là bổ dưỡng này các bạn. Của nó là trong cái thuốc bắc này gồm có này là cao ly sâm nè, rồi táo nè các bạn, kỳ tử nè, đương quy nè, hoài sơn nè, xuyên khung nè. Đó là những vị rất là bổ dưỡng đó các bạn. Tiếp theo cái món này á là có cái củ sen nè và cái hạt sen nè. Củ sen nè, đó, củ sen này các bạn sát ra để hầm nục với cái hạt sen. Cái thứ này á là rất là mát, rất là bổ dưỡng. Cái này ăn vô là mát trong cơ thể nè các bạn. Tiếp theo là cái nấm đông cô nè các bạn. Một trong những cái nấm mà cũng rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Còn tiếp đây là cái ngải cứu. Ngải cứu là rất là bổ cho những người mà suy nhược hoặc là phụ nữ có thai gì đó. Đó, rất là tốt cho sức khỏe. Còn tiếp đây là gia vị của nó. Thì bột nêm, bột ngọt, tiêu xay, rồi muối, rồi gừng, rồi hành tím, cho tí ớt vô là được không? Rất là đơn giản. Còn cái món này rất là bổ dưỡng cho những đối tượng này các bạn. Những đối tượng mà suy nhược cơ thể nè. Rồi những người phụ nữ sau khi sinh nè, sau những cơn bệnh hoạn nè, rồi khí huyết kém lưu thông thì các bạn ăn cái món này đều là rất tốt. Những người mà đau lưng mỏi gối nhức mình nhức cơ thể nè. Bây giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cái món này nha các bạn. Trước khi đưa bồ câu vô tèm thì ta sơ chế để cho thấm gia vị cái bồ câu này các bạn. Đó. Bằng cách bây giờ mình cho ít bột ngọt nè, tiêu nè, bột nêm nè các bạn. Đó. Rồi cho ít muối nè các bạn. Cho gừng nè các bạn. Tiếp tục mình cho ít hành tím nè các bạn. Đó. Bây giờ mình trộn đều cái này nha các bạn. Trộn đều cái gia vị này. Để cho nó thấm vô con bồ câu các bạn. Cái bồ câu mình đã ướp sẵn rồi các bạn. Thì mình để cho nó thấm trong vòng 30 phút rồi các bạn đưa vô các bạn chiên sơ. Bây giờ mình tiến hành chiên sơ bồ câu nha các bạn. Để cho nó săn thịt. Các bạn nhớ là chiên sơ thôi.
Vậy là mình đã chuyên thơ một câu rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành cho nguyên liệu vô nồi để hầm nha các bạn. Đó, đó là các bạn cho cái ngải cứu vô đầu tiên, cho lót cái nồi á. Sau đó mình cho bồ câu vô. Tiếp tục mình cho cái củ sen vô các bạn. Cái củ sen mình đã sát mỏng rồi, cái này phải hầm lâu nó mới mềm được, nhưng mà cái củ sen với cái hạt sen là rất là bổ dưỡng, nó mát. Tiếp tục là mình cho cái hỗn hợp thuốc bắc, mình cho vô rải đều nha các bạn. Đó rồi, mình tiếp tục cho cái nấm đông cô vô. Còn cái hạt sen này nè thì nó mau mềm thì các bạn bỏ sau nha, các bạn nhớ. Còn bây giờ mình tiếp tục cho nước vô rồi mình cho lên bếp hầm thôi. Cuối cùng là mình cho nấm ngải cứu cho lên mé trên cùng nha các bạn. Đó, giờ mình cho nước vô. Nước thì các bạn nhớ là cho cái nước mình đã nấu thôi rồi. Các bạn đổ nước cho nó lấp sắp cho đầy cái nguyên liệu. Nhớ là cái món này các bạn mới hầm nha, cho nên là các bạn phải cho nước nhiều chút. Các bạn mà cho nước ít là cuối cùng là nấu nó khô đó nha. Tại vì món này là món tiềm, món hầm là cái chất bổ dưỡng nó mới ra hết. Mình nấu cái món này á, mình hầm cái món này là mình tiềm cỡ 1 tiếng đồng hồ. Đó, các bạn thấy chưa? Cái nồi mình đã hầm cỡ được 30 phút rồi, bây giờ mình cho vô cái hạt sen. Cho cái ớt đi. Tại vì cái hạt sen này nó mau mềm cho nên mình cho nó vô sau. Bây giờ mình hầm tiếp cỡ 30 phút nữa là. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ cái nồi bồ câu tiềm thuốc bắc nó đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ đưa ra đĩa ra thố mà mình thưởng thức đi nha. Vậy là mình đã hoàn thành cái món bồ câu tiềm thuốc bắc các bạn. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Cái món này rất phù hợp cho những người mới sinh, những người mà suy nhược cơ thể, đặc biệt là những cái người nào mà muốn kiếm con trai nấu giỏi tông đường thì các bạn dùng cái món này thường xuyên thì thấy rất là bổ dưỡng và tăng cường sinh lực. Thì các bạn dùng thường xuyên thì nó sẽ hiệu quả nha các bạn. Các
bạn thấy hay thì đừng có quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like và bấm đăng ký nha các bạn. Clip xin được dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn.